Hết biết cái dàn xương cái này rồi. Hết biết cái dàn xương. Ôi là trời, cái bông kìa ông nội mẹ ơi, bông nó bự. Hết biết cái bông rồi. Bảy cánh. Sớm đi làm mướn anh em ơi. Cây cối giờ buôn bán không được, giờ đi lãnh cây đào mướn. Coi coi đứa đập không, sao vậy, mới ba cái ngồi nữa rồi. Đi làm mướn anh em ơi, đi đào mướn cho ông anh. Cây gì được 7 xị. Cây này thấy quái đẹp quá anh em ơi. Cái này nó quái lắm nè, xương nè, nó liền cái gì nè, nó quái lắm, ăn độc luôn. Túm túm túm, cắt dây túm đi, làm mướn làm cho coi coi được được ơi. Sáng đi làm mướn cho ông chủ nè, tàn đẹp nha, tàn tròn xe luôn, cây thấy cưng quá. Hàng cũng thường à anh của ơi, đi làm mướn cho người ta. Cây gì thằng được 4 sĩ, 3 thằng, được 1 triệu 2. Cây cối giờ ế ẩm quá. Quen vậy, cái người dân nó quen vậy. Quen con cả. Quen không? Hỏi hỏi quen không? Cái gì? Thấy đồ lông đao không? Anh em ơi, bứng cây, bứng cây được đồ lông đao luôn anh em ơi. Có tạ tốn luôn à. Ghê không, ghê không? Lượm được cái đồ lông đao luôn. Ớn về sườn chưa? Bạn chọn đi cho anh. Còn anh của ai đây, bứng này dài dài. Ông theo. Chấp dễ. Đồ khùng. Tự nhiên chấp dễ. Sao không thuốc vậy? Ông mua nhà luôn không? Thôi thôi thôi. Nhà đó 3 sĩ. 300 hả? Ừ, mà thật cái gì, gà ký vậy. Ông mua mau lẹ. Dạ đó, trà đá, ba ông nội. Đây đây có ai biết đá gà đâu, mua bằng thịt không à? Đây ăn thịt không à? Mấy khúc củi ba, mấy khúc củi cái gì mai trắng thỉ đó, chụm có mũ đó, nó cháy mùi thơm dữ lắm. Người ta bứng mai trắng thỉ tao chơi nghề thật, còn này nó bứng cục điện với bứng củi không à? Đi ăn khúc củi khô. Ờ đẹp lắm nha Diệp Ba Lê. Có không? Người ta bứng gì cũng có kiểu, có phọt gì. Bứng gì như khúc củi giác vậy. Lại ngạo già luôn. Ta bứng mai chẳng thể, ta bứng coi cũng được được. Gì lùn bóp giót gì, chật lắc gậy đế nầu gì, đủ mẹ bứng như bứng miếng cái cục điện vậy đó à, giác khúc củi. Còn quay trực tiếp. Mua nhiều. Dạ cây này cây đẹp anh rồi, mà em bứng mướn chứ không phải cây của em.
Cái này em làm mướn anh coi. Bứng mấy chẳng thể là bứng coi cũng được được vậy. Không biết đi bứng ba cái củi vậy không, muốn nhiêu củi. Củi đó thứ đó minh thiên. Bứng về cho ba cho lại. Cười. Giờ não da nó mất cười. À, quanh to của nhiều đúng rồi coi. Bứng đã có phọt có dáng vậy. Bứng kiểu mà chồng mà lấy bông cho vợ tắm thơm chim gâu chết. Bà chủ nhà là không cần mày chẳng thấy ra đi nhầm bữa nhìn thấy một đống củi bụi bành bung. Quá trời củ đế xương nữa, tiếc là không phải là quyền sở hữu của em nghe anh em. Tiếc là không phải quyền sở hữu. Minh Đường cũng có con cây rồi. Minh Đường có con cây rồi, đang trồng đợi ra bông. Cái đâu phải cây của tôi đâu mà chê xấu được. Nghe này của người ta rồi. Nên tôi làm mướn của ơi. Cái này khổ quá. Lên ngoài có cây nào có bông thơm vợ tắm vô gửi ra cho cây. Không phải như hậu gia đại gia. Khổ lắm rồi, đi bằng mướn không à. Đi bướng mướn không à, đại gia hậu gia. Dắt anh em đi bằng mướn ngày kiếm về sợi vô cô ơi. Ấy hậu gia mua cây 100 triệu không à. Vô chốt cây 100 triệu không à. Hậu gia dữ lắm, đại gia mà. Ôi. Anh sống lên anh ơi. Theo anh làm cái con cặc. Hậu gia cái này dữ lắm. Vô chốt cây 100 triệu không á. Tài đó mà. Gần gần cái con cả. Minh Đường hỏi ngoài hỏi con mai chân thủy chưa. Minh Đường gửi cho con cây kìa. Để dành cái bông cho vợ tắm. Ừ. Mẹ đào mướn mà đào này chết. Ăn tiền không nổi rồi. Đầm chim ăn nữa. Bể thật sự. Con lớp chơi nằm ơi. Đào chút xíu lấy 4 xị gì đâu mới sướng chết. Cái gì vậy? Rồi luôn rồi má bứng cũng lỗ nữa. Mới nói gì đó Minh Đường. Ở ngoài có chú Thủy có bông gì chưa tặng cho cây. Mình ra bông cho vợ tắm thơm. Thơm ăn dễ lụm. Dễ tém. Chưa có học nữa. Học ở dưới hay vậy? Ừ. Cái này nó trồng trong cái học đó vậy cô? Cái này cái hồi đó có xây cái học nữa vậy? Nè, cái đó cái mí nền sân người ta không ơi? Nó xây vòng tròn mà nền sân vậy?
đi vòng qua đó đó. Ờ, thì nó chưa có đổ mà. Ừ. Thôi không cần. Chợ ở ngoài có gì không cần. Xương hết biết bộ xương chạy cái này. Tủ đế trình bình. Trời đạo gì đi đạo ngay mí này được rồi nè. Không có kêu lên đây. Cái này đâu có cần bướng cái bầu dữ đâu ngon không gì. Không gì được đó, không nghĩ được đó. Túm bên đây luôn đi kia, còn cắt dây túm cho ông đường nè. Ta đang nói bậy vô chi Phạm Thầy. Phạm Thầy cũng thầy nó bậy đó cuộc ơi. Hết luôn. Trời ơi đậu mày ăn cơm bữa nào cũng đợi nửa tiếng mọi người. Ông mà kêu ra không ăn hết rồi tao nói không ngon. Buộc trên đầu cho ông đường kìa cho nó dễ ấy để nó khum khum tu nghiệp nó. Nãy gửi lại chiều ghé lấy mấy cái bột. Nãy cá kho hả? Nãy cá kho nước canh chiều đổ cá rồi lụm. Ăn bữa nào cũng đợi ăn ra rồi nằm đợi bấm thổi nửa tiếng hồ hai thằng ăn mới rồi. Ăn được cái ghê luôn, yếu ăn mà mạnh nuốt. Ăn yếu xịu à. Mình ngặt cái nuốt mạnh. Ờ đi chứ xin đi. Trời ơi trời dục lên xe con chạy lên cầu đó phà bà. Có chứ kéo thì kéo đi nhà te. Trời kéo đi lâu chết mẹ. Đâu, đây đó 200 thước. Kêu lấy xe kéo theo. Theo kìa. Trời dễ xuống cái ghe lắm. Trời trời cái lôi tới đằng cầu đằng cái mò người ta chắc con cái cùi luôn á. Đâu mà làm bậy không? Giờ kéo không lấy. Ôi trời, ông đó ông làm cái giá ông thấy gầu không kìa. Giá kỳ cốt kìa. Kỳ, vô đào thử cái giá nào qua này không sợ. Con khúc kìa, đảo đường đổ chuột đi. Ta vô là bứng. Hảo giao đốc tiêu rồi. Ở giờ lúc tiêu đi ra luôn à. Vô bị làm hơi đi ra luôn à. Qua hứa ở đâu rồi. Rồi lấy chiếc xe kéo theo luôn. Hư thì lấy cái mò này kéo hồi hư cái mò thôi. Rồi lẻ đi. Rồi đó. Ừ được đó. Được sao hư cái mò. Rồi. Rồi vậy đi, để liền đi. Cắm cá. Đi liền. Rồi. Chậm không, còn lâu không? Chủ nhà này tha keo. Thôi cho vợ rước đi, đi ơn được rồi. Rồi vậy đi. Vợ thì kia nó trời. Trời. Đã vợ đi rước con về, 15 phút. Đó đó. Má đây vợ theo chi vậy nữa. Chào anh Đại Hồ Nhung nha. Đổi về điện được. Cây nãy xe chở thẻ rượu ăn tiền ngọt băng. Đâu có cho về, đem xe nó bỏ lên xe rồi coi ngồi đợi chịu. Má cày hết biết cái dàn xương đẹp trời. Hết biết dàn xương này tước lá này nhìn cái ốc cục nổi. Bông bảy cánh. Về nhà tước trời. Đây không có thời gian nữa, ngồi đi bứng bô ba cái túi quý nữa. Quấn luôn. Nay lỡ rồi. Liều mạng bữa. Qua rồi không có quay lại. Qua đi.
mùa đi với mình đường mùa cây, biết nào trúng cây. Mua cây lậu lên trên sẵn đủ, mẹ người ta đòi giá trên trời không, đòi giá trên trời rồi ăn uống gì chẳng thà mua mù. Ủ mẹ một trúng hai lũng mua mà nhé, không dám mua mù gặp tội thôi á, nhắn sợ sẽ chết. Mù hết cây mấy chục rồi đó. Bao nhiêu cũng vậy. Kệ mẹ nó. Ra chủ rồi, ra lái mua rồi để cây quay lại cô Ly nữa. Lên chủ không nổi. Lên chủ không nổi. Thà làm cô Ly trong lòng. Đau vậy đó, độ mua mù à, một trúng hai lũng sợ vậy. Cây người ta vậy đó, không dám mua mù. Biết nào mà nên người không có miếng máu nữa mà. Cây là phải mua mù, không có sợ gì chứ. Mồi xuống dưới độ mẹ 55 hoành hết lũng không. Cây hồi lần ông mồi rồi nữa mà ông không tự tin. Đụng lên nó mồi 2 năm trước kìa. Như mồi cứ tới đâu. Nó sâu là xấu nữa. Trời trời. Chỉ cái gì nữa mà. Sâu thì xấu. 11 anh chúng tao khỏe khỏe đi, tao anh chúng tao bứng về cho mày xấu. Khóc. Trời trời, tao với anh chúng tao bứng cho mày đỡ. Đường bỏ rồi cái ta bứng cái bắt đầu tương đương. Trời cái gì mà không bứng trời. Tức trời. Chưa, mấy ở đi mày nói đó mấy lần rồi. Trời. Rồi thôi. Chạy bên đường rồi. Đường còn nhát quá. Hết biết cái dàn xương rồi anh em ơi. Chào anh em ha. Mua cây phải liều mạng. Một trúng nhiều. Lũng lũng nhiều. Vậy chứ mày lửa đủ mẹ nổi mặt. Mày lửa đế thì nổi trên mới mua. Đồi lên trên trời trên mới mua. Mua thì chủ nhà người ta kêu giá trên mây trên sáu nóc không à. Rồi mua về có mua về cái không có lời lớn gì, nó nổi đế à, chủ nhà kêu cái tới mẹ giá bán này. Cây đó hôm qua vậy mà nó kêu 6 mà rẻ như vậy. Nóc ao luôn chứ. Đường cắt ta đẹp bèo. Đào ghép vòng như đào sâu sâu xuống, có con keo lên nè. Bươi trên hơi hơi thôi. Khỏi làm đế. Cây này không bứng biết cây nào trời. Còn đây một tay. Như vậy. Hiểu làm gì nung vô vậy ta? Mình nung vô hồi nó xíu luôn á. Đâu tào lao. Nói vậy mới có tinh thần đào. Cây này đế chắc dữ lắm. Nở kìa. Đừng bươi quá, bươi ơi thôi nói cái nữa. Giúp ba xình lên đó. Rồi chào anh em ạ. À.